we would like to give this plaque of appreciation to Bishop Joseph for being our resource speaker during our convention. Rector and Auxiliary Bishop of the Diocese of Shuatlok for sharing his visionary insights and reflections on the topic missionary catechesis in the context of the Church in Vietnam. Với tinh thần chúng con cảm nhận được điều giáo nên cha đã thường chia sẻ những tâm tình về chủ đề là dạy giáo lý trong tinh thần điều giáo tại theo cái bối cảnh của ban gia đình nào. We thank Bishop Joseph for being so kind as to grace this occasion. Chúng con cảm ơn đức cha đã ban cho chúng con cái sự giúp đỡ cho mình. And to welcome us in the seminary. Thank you.